Dạ Vũ ơi, xin chào anh em, mới về được 4, 6, 8, 10 cặp 4, 4, 3, 7, 7, 8 8 cặp phuộc sau game 125, đời 2020 phuộc đẹp nha. Thì nãy giờ em rửa xương quá, rất lạnh với nắng. Ngà đâu, chó nào đâu Khiên. Quá trời mệt. Còn nguyên thủy cho anh em bút lông hãng còn luôn hết trơn. Rồi mà cặp phục đẹp như vậy, cối đẹp, ti đẹp. Đó, không lỗi. Quá trời ông công việc nhiều mệt. Làm chưa quấy 50. Sắp hết phục rồi anh em ơi, sắp hết phục rồi, bên Campuchia sắp tới mặt SEA Games rồi. Và bế mạng ăn Tết rồi, sắp hết phục rồi ha. Ở đây tất cả là 2020 hết. Thì phục đẹp vậy đó thì 7.50 triệu. Phục trước nữa, phục trước 2020 đẹp nữa. Thì 2020 đẹp chắc 1.8 triệu quá. 1.8 triệu, còn nào có chày thì 1.7 triệu. Phục trước nha. Quay. Nói chung em mặn không kẹp. Để em quay xương đi rồi em ruộng vô, đất này trời nó sập mặt trời rồi. Không quay thì không có để bán, mà quay thì làm không có kịp. Dễ số dễ chữ như này, mặt trời sắp sụp rồi, sẽ không kịp. Nói chung cặp nào cũng 2020 nè, có đẹp vậy nè. Đó. Thì 1.750.000. Ở đây em bán bao đúng hàng zin nha, hàng zin gã xe. Hàng zin gã xe chức là ở đây nó có chữ B nè. Nè, kim lùng 125 là chỗ này có chữ B nha anh em. Còn mà đầu mới là nó có vòng tròn, không có chữ B. Mũ nhựa đầu cổ luôn đẹp ha. Sáng chân nha. Quá trời tối à, phước mặt trời. Đó, vậy thì chưa 7.50.000. Đó. Có ship code hết trơn nha anh em. Ship code, còn anh em nào biết chuyển tiền thì bao ship. Quá trời mệt. Rồi. Anh em nào biết chuyển tiền thì bao ship luôn, còn không biết chuyển tiền thì ship code cho anh em về tới nhà khui ra đúng hàng trả tiền. Đó. Còn mà không đúng hàng anh em cứ việc không nhận ha, cứ việc là không nhận bình thường. Tại không đúng hàng thì sợ bơm hàng này kia nè, sợ lừa đảo lừa gạt đó. Không đúng cứ việc không nhận hàng. Rồi một cặp như là 2020 đẹp thì nó 1.750.000, cái đợt này nó không có 2021 nha. Nó sắp hết trơn phuộc rồi đó, thì mình nói với anh em nắm sắp hết phuộc rồi. Vài ngày nữa là bới mặt SEA Games không còn đồ nữa. Là những cái người mà Việt Nam mình đi lên chảnh để mua đồ đó thì đã về ăn Tết hết rồi, không còn đi nữa. Phuộc sau game 125 có dùng cho tất cả các loại xe. Ví dụ là xe số nè đó, đừng có dùng tay ga thôi. Xe số ví dụ là Future 2, Future Neo, nó ngắn hơn thì anh em đội có đôn lên. Đội có đôn lên đây nè. Ngắn thì anh em đội có đôn. Còn mà nó mấy cái xe nhỏ á, qua 110 nè, quanh pha lốc trắng, lốc đen, quanh pha cộng nè ha. Qua ZX nè, là khỏi cần đôn nha, vừa y chang nha. Vừa y chang, cái độ dài từ đây là đây là 3 tắc 3 nè ha. 3 tắc 3, phục này bao nhúng, bao xì. Thì đây là phục rin tháo xe, thành thử ra giá nó cao. Đó, mà cái độ nhúng nó thì trên cả thư tuyệt vời. Anh em chở một người cũng vậy ha, cũng chạy rất ok, không sàn nha. Quan trọng anh em lên rất tốc độ cao, không sàn nha. Phục nó đều nó không sàn xe ha. Đó, là rồi... không sàn. Rồi một người cũng vậy, hai người cũng vậy. Mà mấy anh chở ba người cũng vậy luôn nha. Chở đồ nặng cũng vậy luôn, tại hổm em gắn xe 110 em chở 100 mấy, gần 200 kg á. Chở ba nhông xin dễ á, nó chạy ầm ầm nó nhúng, không bao giờ là nó tới đây nha. Phục thái là nó sẽ ác lắm, không bao giờ nó nhúng tới đây. Tức là ở dưới đây người ta làm cho nó độ nó cứng á, trên đây nó độ dẻo hay sao đâu. Thì ở trên thì nhúng dẻo mà xuống dưới là nó cứng, không bao giờ nó tới có phục ha. Không phải như phục khi chờ mà nhúng tới cối. Thì đây là phục sau game 125, hàng tháo xe nha. Rồi giá 1.7 triệu một cặp thì em xin nhắc lại như vậy đó, thì em xin kết thúc clip tại đây. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha, nhân sự như phát lộc phát tài. Rồi xin chào.